Em nhớ anh hôm nay mình gặp nhá. Hả? Anh chị. Anh lừa dối em. Từ giờ đừng có gọi tôi nữa. Ước gì em là bạn trai chị. Đi về nhà với chị nhá, đi nào. Hình như điều ước thành hiện thực rồi. Ngoan lắm, ngoan lắm. Ôi không. Khóa học. Nào chơi nhá. Giỏi lắm. Giỏi quá. Đừng hòng giấu tôi cái gì. Hình như mẹ thấy chó. Dạ chắc mẹ bị hoa mắt thôi. Thế à? Được rồi đi thôi. Dây xích chỉ cho trẻ con thôi. Vẫn cần đấy. Xin lỗi. Làm việc mệt quá. Chết. Chơi, chơi. Có ai nói đi chơi à? Không. Cho em ăn gì nhở? Rau cho em nè. Rau củ ngon lắm đó nha. Không ăn đồ trên sàn. Được rồi. Bình tĩnh. Bé ở nhà ngoan nhá. Chị sẽ về sớm thôi. Chị ấy quên mình. Làm gì bây giờ? Chị về rồi. Chị quên mất điện thoại. Bye. Em nhớ chị. Giác ơi, có kẹo cho bé này. Giờ em cần đi tắm. Tắm á? Đây là giấy vệ sinh. Đây, đi. Hả?
Ủa? Em làm gì vậy? Chúng mình phải dọn thôi. Nhớ phải dọn thật sạch đấy, quý cô ạ. Ok, chơi nhá. Chị sẽ trốn, còn em đi tìm chị, ok? Hả? Tìm chị đi. Bé đâu rồi? Em đâu rồi? Em lấy ở đâu hả? Hư nhá. Quá hư. Quá hư. Thôi được, chị sẽ dọn chỗ này. Chỉ là tivi thôi, Jack. Được rồi, đi thôi. Bé ngoan quá nè. Đúng là cún cưng của chị. Yummy. Mặt buồn rồi. Chấm xong da mặt thôi. Sẽ ổn thôi. Jack ơi. Thả lỏng đi. Chị mà. Chuyện gì vậy con? Dạ không có chuyện gì đâu mẹ ơi. Em thích hả? Giỏi lắm. Kinh quá. Dịch ra đi. Gặp này. Sẽ dài lắm đây. Được rồi, đi nhá. Chăm sóc thú cưng à?
Trại lông. Đi nào rác. Nghĩa là thôi mình tự làm gì không. Sao anh ấy dám. Cái gì đây? Cô bác. Nào ra coi mình chụp ảnh. Hình dễ thương ghê. Anh. Khoan đã, Melissa là em gái anh thôi. Nhìn này. Đó, anh không lừa dối em. Jack. Đừng cho xe em gái bị lạc này. Maya, con đâu rồi? Có chó trong nhà á? Dễ thương quá. Hả? Mèo. Người yêu mình là mèo sao? Để anh kiểm tra cái xem nào. Hai mắt ổn. Để xem thêm nào. Không đuôi. Dựa chuột thì sao? Hả? Luna, quay lại đây. Em phải xuống ngay thôi. Bắt được rồi. Luna, em làm anh lo. Tiếng gì đây? Bố ơi, đây là Luna, bạn gái con. Chào cháu nha, chú ý một học đấy. Vậy em là mèo rồi. Em đói rồi phải không? Thức ăn cho mèo này. Luna, không được đụng vào hả? Ăn nào. Vậy là em không đói nhỉ? Chắc là phải mua thêm đồ cho mèo. Nhanh về đó. Luna, tặng em này. Mèo thích hộp. Em có thích không? Này. Không. Mèo. Sao phải yêu thích của bố anh? Mong là không sao. Chuyện gì thế này? 911. Alo. Anh sẽ cứu em. Mèo. Khỉ thật đây. Ai Luna. Lòng lá quá. Chủ đề hôm nay của chúng ta rất quan trọng, các em phải chú ý nhé. Nội dung này sẽ có trong bài thi cuối kỳ. Ngồi im. Luna, dừng lại đi. Bạn nào muốn lên bảng không? Luna. Đi, đi nhanh. Em giải câu này được không? Mèo. Ok, cứ thong thả. Em đang đi đâu vậy? Xin lỗi. Jack. Luna. Em sợ hả? Meow.
luôn à, ở đây không được. Jack, vừa nãy em xử sự thế là sao? À, dạ thưa cô, em chỉ... Về nhà ngay. Vâng ạ. Vậy nếu cà chua là trái cây, tương cà là sinh tố. Đừng làm thế. Luda. Ờ, cưng muốn ra ngoài sao? Mong gì chứ?